Sau chỉ đạo của chính phủ về đẩy mạnh cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, các ngân hàng thương mại trong những ngày gần đây đã hạ lãi suất cho vay và triển khai các gói vay ưu đãi. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố chương trình cho vay ưu đãi trị giá 7.000 tỷ đồng với mức giảm lãi suất cao nhất đến 1,5% mỗi năm, tạo điều kiện để các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Một số ngân hàng nước ngoài cũng giảm lãi suất vay như là ngân hàng Shinhan Việt Nam cung cấp hai gói cho vay cạnh tranh áp dụng cho cả đô la Mỹ và Việt Nam đồng với mức giảm lên tới 1,3% mỗi năm.